Rảnh không? Chị muốn gặp em bây giờ. Còn đây là khu vực functional. Khu vực functional training này rất thích hợp cho những người đang tập giảm cân. Em dẫn chị đi tham quan các dịch vụ bên mình đi. Anh ra tiếp khách quen một chút. Ok anh, em mời chị. Có chuyện gì vậy? Em không nhận được tin nhắn của chị à? Có nhận được. Sao không trả lời? Sao em lại phải trả lời? Từ giờ em sẽ không là con cún để cho chị gọi là đến, đuổi là đi nữa đâu. Em đang nói cái gì đây? Chị nghe không quen à? Chị đang quen em là trò đùa của chị. Bây giờ thấy em không còn là cái đuôi bám dính lấy chị nữa, chị cảm thấy bực mình à? Chị đang có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với em đấy. Xin lỗi nhá. Bây giờ em không có thời gian để nói chuyện nghiêm túc với chị. Từ giờ ngoài chuyện công việc ra thì cứ làm như chị mong muốn đi. Đó là đừng nói chuyện với nhau nữa. Con của tôi. Đứa trẻ không có tội gì đâu. Cậu không liên quan gì đến nó cả. Hãy sống nốt cuộc đời của mình đi. Và đừng liên quan đến nhau nữa. Nhưng anh, việc cậu đến đây không giải quyết vấn đề gì cả. Dạ. Có gì mà to tiếng thế? Mẹ nghe thấy tiếng của Quân không? Đúng là Quân đó. Sao mẹ cứ bình tĩnh, mẹ từ từ để chị nói chuyện đã. Anh, cậu đi về đi. Những lời anh nói trước đây đều là dối trá đấy. Thương tình cảm của anh. Anh sợ sẽ không còn yêu em như những ngày đầu nữa. Anh không thể chịu được được cảm giác bị em coi thường tình cảm, coi thường con người anh. Anh chỉ muốn yêu thương em, bảo vệ cho em mà thôi. Nhưng em không tin anh. Em coi tình cảm của anh như một trò đùa vậy. Anh chả hiểu anh đã sai ở đâu, đã không tốt với em như thế nào mà em lại đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời em như thế. Nhưng anh biết rằng, anh biết rằng tình cảm của em đối với anh là thật. Vì trong ánh mắt em nhìn anh, nó toát lên điều đó. Cậu chỉ là đang chinh phục một thử thách mới thôi. Đó không phải là tình yêu đâu. Em có thể không tôn trọng tình cảm của mình, nhưng anh yêu cầu em hãy tôn trọng tình yêu của anh dành cho em, cho dù em có nhận nó hay là không. Thật với nhau đi. Em biết là em yêu anh rồi nên mới trốn chạy khỏi anh, rồi đẩy anh đi xa cả cuộc đời của em, có phải không?
đúng không? Có thai à? Mày có thai với chị tao. Chị tao có thai với mày á? Ừ. Bao giờ, ở đâu? Chào thưa bác. Cháu yêu Lan. Cháu muốn ở bên cô ấy ạ. Chịu đựng mọi việc thế hả con? Ở nhà với mẹ đi. Mẹ cho con ở nhà mẹ nhé. Cháu mình ấy vợ. Cháu mình chứ phải cao 1m9.